Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ Năm, 16 tháng 12 năm 2021, và giờ này của chúng tôi là 4:40 buổi chiều ở tại miền Tây của Hoa Kỳ. Tôi xin được đi vào cái tiết mục dài ảo thời sự của chúng ta hơi sớm một chút nữa. Và như là đã trình bày trong 2 ngày vừa rồi đó, tôi cố gắng từ bây giờ cho đến cuối năm dương lịch và có thể qua đến Tết Tân, cố gắng trong một vài trường hợp đó đã đưa ra một số những cái dự báo về cái tình hình của những năm tới, tức là của năm 2022 và có thể là 2023. Lý do đầu tiên hết là chúng ta đã qua gần 2 năm bị cái trận đại dịch COVID-19. Và nếu mà mình nhìn ngược lại đó, thì trong gần 2 năm đó thì hầu hết nhiều người đã đưa ra những cái dự đoán đó mà cuối cùng sau đó đó là tái tê, là tại vì có những cái điều nó xảy ra đó ngoài những cái dự đoán của chúng ta. Và vì vậy đó, đó khi mà tôi lại vẫn liều lĩnh đưa ra một số những cái điều mà dự đoán trong tương lai đó, đó thì tôi cũng chờ đợi rằng là có thể là sẽ chật. Nhiều người cũng đã từng chật nhưng mà cũng có thể là đúng, nhưng mà ít ra đó, đó là cái cách trình bày như vậy đó, đó có thể rằng là nó giúp cho chúng ta, cho quý vị và các bạn có một số những cái cơ sở về suy luận, để từ đó đó, đó là mình có thể mình phỏng đoán được tương lai. Và đồng thời đó chúng ta cũng thấy nó có một cái hiện tượng trước đây nó không có, từ khi có cái gọi là cái hiện tượng mới đó, đó tức là những cái mạng xã hội đó, đó thì chúng ta thấy rằng là nhiều người trong chúng ta đó là đã có thể dễ dàng lắm mở ra một cái chương mục. Tôi dùng chữ chương mục, tôi không có dùng cái chữ ngu xuẩn là chữ tài khoản. Tài là tài chính, là một cái account, thí dụ như là một cái tài khoản ngân hàng đó thì cái đó người ta còn hiểu được, còn cái chương mục đó, một cái account thì hoặc là một cái kênh. Nhiều người đó đã như vậy, thế xong rồi đó, đó là từ đó đó, đó là biểu diễn được cái sự nông cạn của mình và bàn tán lung tung lên hết. Và trong những cái lĩnh vực mà chính họ xưa nay đó, đó là họ chưa từng để ý và có những cái sự hiểu biết nó cũng khá nông cạn, thậm chí nó kỳ cục, chuyện đó nó cũng đã xảy ra. Và vì vậy đó là trong những cái chương trình tôi trình bày đó là cũng có nhiều người đưa vào phỏng đoán, đưa nói chuyện này chuyện kia đó, đó là thì tôi chỉ có thể lịch sự đó, đó là tôi gạt bớt những cái chuyện gì mà nó lạc đề, nó đi ra ngoài, nó không thuộc về cái nội dung mà chúng ta trình bày. Và tôi cũng không có muốn làm cái việc gọi là kiểm duyệt quá đáng, nhưng mà tôi phải gạn lọc thì cái đó là chắc chắn. Bây giờ đó, đó là chúng ta mới nói đến cái trận đại dịch nữa. Và tôi nói rằng là tại sao mà người ta lại gặp những cái bất ngờ. Đầu tiên hết, cái trận đại dịch đó, đó nó là một cái biến cố nó bất ngờ cho nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả cho nước Mỹ nữa. Mà người ta vẫn cứ tưởng rằng là một quốc gia tiên tiến, có những cái hiểu biết về y khoa, về khoa học, kỹ thuật, về những cái nỗ lực giải trừ bệnh lý cho cả nhân loại và nhất là cho nước Mỹ, mà cuối cùng giáo cũng vẫn bị tai họa khủng khiếp. Và vừa rồi đó, đó là căn cứ trên một cái viện nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins, tôi nói rằng là có tổng cộng đó, đó cỡ chừng 800.000 người Mỹ đã chết. Và trong năm nay 2021 đó là số người chết đấy còn nhiều hơn là 2020 nữa. Thì đương nhiên là đã có nhiều người đó là nhảy vào nói rằng là cái chuyện đó
không có cái chuyện đại dịch đó, nó là cái chuyện bịp của cái bọn Big Pharma, của những cái bọn tài phiệt trong những cái kỹ nghệ về dược phẩm nọ kia đó, đó thì tôi cũng lịch sự tôi để yên. Thế nhưng mà chúng ta có quyền tin hay không tin rằng là nó có một cái trận đại dịch đó, và cái việc mà thuốc chủng ngừa đó, đó có công hiệu nhiều hay ít tùy từng loại một, nhưng mà vơ đũa cả nắm mà nói rằng là đây đó là cái chuyện nó không có, và đáng nhẽ không cần phải chích chích chủng ngừa nữa, và sau khi đấy chích chủng ngừa hai lần nữa đó thì còn có thể rằng là phải thêm booster nữa, là thêm một cái loại chữa. Thì và nhiều người đó là lý luận dựa trên cái sự thiếu am hiểu, và không kiểm chứng đấy. Thế nói ngủ cái đó là chỉ là cái trò bịp thôi, chứ nó không có cái chuyện đại dịch mà thứ đó như vậy. Nước Mỹ mà có thể để ra một cái vụ đại dịch bịp bợm khiến cho 800.000 người chết đó thì nó là một cái biến cố chứ. Và điều đó cho thấy rằng là cái khoa học về y tế của nước Mỹ đó, đó nó cũng có vấn đề gì đó. Và biết bao nhiêu những cái người mà đã lên tiếng về chuyện này chuyện kia, đưa ra giả thuyết này giả thuyết kia ở tại Hoa Kỳ hoặc là ở tại các quốc gia khác, kể cả Âu Châu nó chẳng hạn đó, đó thì không lẽ rằng là họ cũng lại toa dập với nhau trong một cái âm mưu lường gạt thế giới, gọi là giết người giả tạo để kiếm tiền hay sao? Thì những cái chuyện đó đó, đó thì tôi xin phép tôi gạt nó qua một bên, tôi không dùng cái chữ nó nặng nề nữa. Thế nhưng mà chúng ta có quyền tin hay không tin, và nếu mà chúng ta nghĩ rằng là không cần phải chủng ngừa, cái đó là quyền của chúng ta, và nếu mà chúng ta có bị hay là không bị đó là cái chuyện đó, đó nó là một cái trường hợp, nhưng mà không phải nào căn cứ trên cái đó mà nói rằng là cái vụ đại dịch đó, đó nó là một cái trò bịp bợm. Thế thì tại sao không nói đến cái trò bịp bợm nó xuất phát từ Trung Cộng ra chẳng hạn, tại sao không nói đến cái trung tâm Vũ Hán, nó có những cái chuyện đó nó như vậy mà cho đến giờ này đó, đó là người ta vẫn đòi phải điều tra cũng chưa đưa ra kết quả. Thành thử ra đó, đó khi mà chúng ta gặp những cái chuyện như vậy chúng ta phải để ý. Thì tại vì sau cái biến thể Delta thì vừa rồi đó, đó là đầu tháng 11 vừa rồi thì lại có thêm một cái biến thể nữa là Omicron. O là chữ O theo tiếng Hy Lạp, thì họ dùng cái chữ thí dụ như omega, mega là lớn thì chữ O lớn, và omicron hay là micron đó là nhỏ. Thì và cuối cùng đó, đó người ta tưởng rằng là chuyện đó nó không đến nỗi nào, ai dè ra là trong gần một tháng vừa rồi đó là người ta thấy rằng là nó gây ra những cái vấn đề và khiến cho cả một cái kỹ nghệ về hàng không, dân sự cho du khách là bị cản trở. Nhiều quốc gia ở bên Âu Châu chẳng hạn đó là đã e ngại chuyện đó, và khi mà muốn thí dụ từ lục địa hay là từ quốc gia khác mà đi vào đến Âu Châu đó thì phải có giấy tờ chứng minh rằng là không những là đã có chủng ngừa hay không mà còn chứng minh rằng là mình không có bị gọi là dương tính về cái chuyện đại dịch đó. Thì đấy là một cái quyết định của các cái quốc gia đó vì cái sự an toàn của công dân hay là của người dân trong cái lãnh thổ của họ, nhưng mà cái hậu quả của nó đó nó đưa đến những cái khó khăn về kinh tế cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì tôi cho rằng là đấy nó là một cái vấn đề, và chúng ta đó, đó chờ đợi rằng là sẽ còn nhiều chuyện nó xảy ra trong năm 2022 và có thể là nó còn kéo dài cho đến 2023. Thí dụ cái biến thể đầu tiên kiểu Omicron vừa rồi chẳng hạn. Đầu năm nay tôi có nói rằng là kinh tế của Hoa Kỳ có thể bị nặng lạm phát, và vì cái đường lối chính sách của những cơ quan hữu trách, đầu tiên ấy, Ngân hàng Trung ương của Mỹ, sau đó đó là đến Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, tức là Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ, rồi cái cách chuyện bơm tiền thế này thế kia đó, thì người ta đưa đến một cái hiện tượng đó, đó là vừa bị lạm phát và vừa bị suy trầm về kinh tế, bị recession.
Và cái điều đó ngày hôm qua thứ tư trong cái phiên họp của cái hội đồng có trách nhiệm về tiền tệ và tín dụng của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, người ta hay gọi tắt là FOMC. Sau cái phiên họp thứ ba và thứ tư thì hôm thứ tư vừa rồi đó là Ngân hàng Trung ương của Mỹ đó là có cho biết rằng là có thể rằng là họ sẽ phải ứng phó với lại cái hiện tượng lạm phát nó lớn hơn dự trù, nó lớn hơn tất cả những cái tính toán trước đây. Trước đây đó đó thì Ngân hàng Trung ương của Mỹ nói rằng là nó giai đoạn thôi. Bây giờ đó đó là bỏ cái chữ giai đoạn đó rồi. Và khi mà nó mà lớn hơn như vậy đó đó thì người ta sẽ phải điều chỉnh lại cái lãi suất liên ngân hàng, cái Fed Funds Rate. Và có thể là trong năm tới đó đó có khi điều chỉnh 3 lần. Và đồng thời đó đó là trước đây đó là vì cái hiện tượng đại dịch đó ảnh hưởng đến kinh tế đó, đó thì người ta đã có cái nỗ lực gọi là bơm tiền, tôi dùng cái chữ cho nó đúng, mà đã thấy sử dụng năm 2008 2009 đó, đó tức là gia tăng mức lưu hoạt có định lượng, tức là Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ đó, đó. Mua trái phiếu và công khố phiếu, khi mà mua thì tức là trả tiền, thì trả tiền tức là trả tiền ra đó ra vào chương mục của các cái ngân hàng và khiến cho các cái ngân hàng đó đó là có thêm tiền, thì có thể rằng là cho thân chủ của mình vay, tức là đấy là một cái hình thức mà bơm tiền, mà nó không phải rằng là in tiền in giấy bạc ra, mà nó là một cái biện pháp nó có cái tính chất kỹ thuật rất là rắc rối. Và họ dự trù rằng là mỗi tháng đó, đó là bơm ra cỡ chừng 120 tỷ đô la, 80 tỷ cho loại này, 40 tỷ cho loại kia. Bây giờ đó là họ sẽ bắt đầu cũng lại giảm bớt cái chuyện đó. Thì người ta dùng một cái chữ gọi là vuốt nhọn cái chính sách bơm tiền. Vuốt nhọn là cái chữ tempering. Tempering là điều mà chúng ta đã thấy sử dụng trong những năm 2013, 14, 15. Và nghĩ rằng là sau cái nạn khủng hoảng tài chính và ngân hàng ở tại Hoa Kỳ năm 2008 nó đưa đến cái nạn tổng suy trầm 2008 2009 gọi là global recession đó, đó thì đã có những cái biện pháp bơm tiền ra và hạ lãi suất đến mức mé đến số không, cái lãi suất căn bản đó, cái Fed Funds Rate. Và bây giờ đó cái lãi suất đó nó vẫn nằm lơ lửng giữa 0% cho đến 0,25%, tức là mấp mé số không. Nhiều quốc gia khác nó cũng gặp trường hợp như vậy và còn hạ lãi suất xuống đến số âm nữa, thì những trường hợp nó bất thường đó như vậy đó, đó nó đã xảy ra. Và cái đó, đó nó mới đưa đến cái hiện tượng là nếu mà ngân hàng trung ương của nước Mỹ đó, đó nâng cao lãi suất đó, đó thì có thể nó sẽ gây ra những cái tác dụng đi trái ngược với lại cái mục tiêu kiểm soát lại cái tình trạng lạm phát, giảm bớt cái nạn lạm phát, nhưng mà nó sẽ không diệt trừ được nạn lạm phát mà nó lại đưa đến cái nạn suy trầm về kinh tế. Nhưng mà cũng vì nâng lãi suất nó như vậy đó, đó thì so với lại các cái đồng ngoại tệ khác trên thế giới, đồng đô la của Mỹ đó sẽ lại lên giá, ngược với lại những cái dự đoán trước đây từ 1 năm 2 năm nay người ta cũng nói là kinh tế Mỹ thế nào cũng lại đồng đô la của Mỹ đó là sẽ xuống giá so với lại các cái loại ngoại tệ khác, thí dụ như là đồng euro của các nước Âu Châu, hoặc là đồng bảng Anh, hoặc là đồng yen Nhật, thậm chí kể cả cái đồng gọi là nhân dân tệ, tức là cái đồng nguyên của Trung Cộng chẳng hạn đó, đó. Cái chuyện đó nó tào lao, nó không xảy ra đúng như vậy. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai có thể rằng là nó sẽ lên giá đồng đô la, mà nó lên giá đó thì ngoại tệ của các cái quốc gia buôn bán với Mỹ hoặc là quy định trị giá, tỷ giá hay là hối suất của đồng bạc của họ căn cứ trên đồng đô la của Mỹ, dàn giá đồng bạc của mình vào đồng đô la của Mỹ, mà khi mà đô la của Mỹ mà nó lên đó, đó
thì cái đó là họ gặp khó khăn. Và nếu mà họ cũng lại phải nâng cái lãi suất của họ hoặc là nâng cái bản vị, cái trị giá đồng bạc của họ so với lại đô la Mỹ đó, đó thì họ lại gặp khó khăn kinh tế bên trong. Và cuối cùng đó, đó thì nó mới đưa đến cái hiện tượng đó, đó là các quốc gia đang phát triển đó, đó mà gặp cái trường hợp đó ở tại Hoa Kỳ trong năm tới đó, đó thì sẽ bị điếu đứng. Và chúng ta đã nhìn thấy trường hợp đó nó xảy ra từ giữa năm ngoái trong suốt năm nay đó, đó trong cái xứ Brazil hoặc là xứ Turkey chẳng hạn. Và khi đó đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là hậu quả đó là ở tại một số những cái quốc gia đó, đó thì nếu mà có những cái chuyện bầu cử thì cái nó sẽ ảnh hưởng đến cái đảng đang cầm quyền bây giờ, là tại vì nó gặp những cái khó khăn về y tế, về kinh tế, về xã hội và kể cả về hối đoái, tức là về ngoại hối trong cái quan hệ buôn bán với lại các quốc gia khác, đặc biệt là trong quan hệ sử dụng với lại phía Hoa Kỳ chẳng hạn. Thì cái đó tôi cho rằng là chúng ta cũng nên để ý theo dõi trường hợp đó. Và khi đó đó thì chúng ta mới nhìn thấy rằng là nó còn có một số những cái rủi ro sắp tới. Trước nhất, đại dịch chưa hết và cái biến thể Omicron hay là Omicron đó chẳng hạn, nó sẽ còn tiếp tục gây phiền nhiễu, gây vấn đề cho các nền kinh tế. Và chưa ai biết được rằng là sau cái biến thể Delta đến cái biến thể Omicron, nó có thể rằng là sẽ còn lại có những cái biến thể khác, có khi nó trầm trọng hơn, có khi nó nhẹ hơn, nó nặng hơn, chúng ta chưa biết. Nhưng mà nếu mà nó đã xảy ra ra như vậy đấy thì tôi cho rằng là cái căn bản về cái đà gia tăng sản xuất của cái nền kinh tế toàn cầu, người ta dự đoán rằng là có thể trong năm tới có khi nó là vỡ chừng 5% hoặc là 5,1%. Sau đó 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 thì họ đã phải điều chỉnh hoặc là nó giảm, có khi nó chỉ còn có 4,5% hoặc là 4,7% trong năm tới. Thì chúng ta nhớ rằng là theo cái tiêu chuẩn của quỹ tiền tệ quốc tế đó, đó khi mà tổng sản lượng của kinh tế toàn cầu mà nó gia tăng có 2,5% thì tức là kinh tế toàn cầu đó là bị cái nạn gọi là tổng suy trầm theo cái định nghĩa của quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Nếu mà bây giờ đó nó chỉ còn là 4,7% và thậm chí đó, đó nếu mà trường hợp đại dịch đó, đó nó lại lan rộng với lại những cái biến thể mới đó, đó thì có khi nó không phải là 4,5%, có khi nó chỉ còn có 4,1 hay 4,2% không thôi cho kinh tế toàn cầu. Thì trong đó có những nước là có khi được cao hơn 4%, có những nước thì nó thấp hơn. Những trường hợp đó đó nó có thể nó sẽ xảy ra. Và khi đó đó, đó thì tôi cố gắng tổng hợp lại nói ngắn gọn không đây. Ngoài kinh tế của nước Mỹ đó, đó sẽ bị cái nạn vừa suy trầm vừa lạm phát, tức là cái hiện tượng người ta gọi là stuck, tức là stagnation, flation là inflation, người ta viết tắt lại nó thành là stuck flation. Và tôi cũng bảo là tôi đi tìm một cái chữ mà có thể nó diễn tả được cái chuyện đó, nó không phải là thiểu phát này, nó không phải là này cái kia đó, đó là tại vì cái chữ inflation nó đưa đến cái chữ phát, nhưng mà ngược lại đây nó cũng suy trầm. Thì tôi bảo rằng là chúng ta cố gắng dùng lại nguyên chữ của họ và mở ngoặc đơn giải thích cái chuyện đó, đó nó ra làm sao, tức là hàng hóa đó, đó lên giá mà bán vẫn không được, và khi mà hàng hóa lên giá đó, đó tức là có inflation mà bán không được, đó là tại vì có cái hiện tượng suy trầm recession đó, đó thì cái đó nó ảnh hưởng đầu tiên hết đến số lượng thất nghiệp. Và cái chuyện đó chúng ta đã nhìn thấy ở tại Hoa Kỳ trong một số những cái khu vực mà các cái doanh nghiệp cần tuyển người mà tìm không ra, trong khi đó cũng có nhiều người muốn đi kiếm việc làm đó đó cũng lại tìm không ra, nó có một cái mâu thuẫn, nó tai hại như vậy nó đã xảy ra. Và khi đó thì chúng ta lại lồng thêm một cái yếu tố khác nữa, giá của năng lượng
Một phần đó là vì cái chính sách của chính quyền Joe Biden muốn đối phó với lại cái hiện tượng gọi là nhiệt hóa địa cầu, hoặc là thay đổi khí hậu, hoặc là muốn đi ra có những cái loại mà năng lượng sạch có thể tái sử dụng được. Thí dụ như là quang năng là lấy ánh sáng mặt trời, phong năng là lấy sức của gió, thí dụ như vậy đó. Và không muốn sử dụng cái loại năng lượng mà lấy từ khoáng sản ra, tức là dầu thô và khí đốt chẳng hạn. Và cái đó nó đưa đến cái hiện tượng mà kinh tế của nước Mỹ là đang bị thê thảm đó. Xăng, dầu lên giá. Nhưng mà cái chuyện đó đó nó chưa nguy hiểm bằng trường hợp của bên Âu Châu. Các nước Âu Châu đó là đang gặp một cái hiện tượng tương tự như vậy, là tại vì đó, khí đốt lên giá quá nặng, và một trong những cái nguồn cung cấp khí đốt của họ đó, đó là xuất phát từ Liên bang Nga, và bây giờ đó là khí đốt đó, nó tăng quá lớn và nó đưa đến một cái hiện tượng bất ngờ. Chúng ta sẽ để ý thấy các nước Âu Châu, kể cả trường hợp của nước Anh bây giờ đó, với lại ông Thủ tướng Boris Johnson đó là đang bị điều đứng vì cái trận đại dịch, nhưng mà vì những cái hậu quả bất ngờ của cái trận đại dịch đó, gặp những cái khó khăn về mặt chính trị, những cái chuyện cả Âu Châu đó, đó là họ gặp cái khó khăn kinh khủng hơn nữa, là tại vì trong cái phần mà dầu thô khí đốt, nhất là khí đốt đó, nó có những cái phó sản, tức là những cái sản phẩm từ cái chỗ đó ra có thể đi vào làm, thí dụ như là chất phosphat để làm, thưa quý vị và các bạn, phân bón. Nếu mà phân bón đó, vì dầu thô và khí đốt, nhất là khí thiên nhiên đó, mà nó lên giá như vậy đó, thì sẽ thiếu phân bón, và thiếu phân bón đó, nó ảnh hưởng nó đến giá thực phẩm. Thì cái nền kinh tế của Âu Châu đó, đó là sẽ gặp một cái mối nguy bất ngờ, và nó có thể nó sẽ xảy ra trong năm 2023 này đó, đó là thiếu thực phẩm, giá thực phẩm lên giá đã đành, nhưng mà nhiều người đó đó là không có đủ tiền để đi mua cái đó, tức là họ sẽ bị một cái hiện tượng quái đản. Âu Châu mà bị nạn đói có thể chuyện đó, thưa quý vị và các bạn, nó vẫn có thể xảy ra, tức là một cái vụ khủng hoảng về lương thực ở tại Âu Châu. Khối kinh tế quan trọng không kém đó là chính là kinh tế của Trung Cộng. Người ta dự đoán ngày xưa, mười mấy năm về trước đó, là lãnh đạo của Trung Cộng vẫn nói rằng là họ phải có cái đà tăng trưởng cỡ chừng 8% một năm. Nếu mà dưới 8% một năm đó là họ bị khủng hoảng vì cái nạn thất nghiệp. Bây giờ đó, đó người ta đánh sụt cái mức độ dự đoán đó của chính lãnh đạo của Trung Cộng đó, nó có thể rằng không phải là 8%, chỉ có 6%. Thực tế ra, kính thưa quý vị và các bạn, có thể nó còn thấp hơn như vậy này. Có khi nó chỉ có 4,2 cho đến 4,5% một năm không thôi. Và cái đó, đó nó là một vấn đề. Nhìn cái mặt chiến lược thì chúng ta cứ nghĩ đến xem rằng là Liên bang Nga có tấn công Ukraine hay không, hoặc là lãnh đạo của Bắc Kinh đó, đó là có muốn hăm dọa hoặc là tấn công Đài Loan hay không chẳng hạn đó, đó. Cái đó là cái mặt nổi dọa nạt người ta về cái chuyện đó, nhưng mà cái mặt chìm đó là cái nền kinh tế ở bên trong đó, đó. Có những cái khó khăn, và những cái khó khăn đó nó ảnh hưởng đến cái vị trí của một cái người đang muốn làm vua suốt đời, làm hoàng đế suốt đời, chính là Tập Cận Bình. Và cái điều đó, đó tôi cho rằng là nó cũng vẫn có thể xảy ra trong năm 2022 này. Và chưa đầy một năm nữa đó, đó thì Trung Cộng cũng lại có đại hội Đảng. Sau cái đại hội khóa 18 năm cuối năm 2012 đến đại hội khóa 19 cuối năm 2017, thì năm tới đây họ sẽ có đại hội khóa 20, và chưa rõ tình hình nó sẽ ra làm sao, và cái vị trí của Tập Cận Bình đó, đó
nó không vững chãi như là ông ta muốn trình bày ra với bên ngoài, nhất là trong khi nội tình ở bên trong đó là ông vừa muốn giải quyết hai ba vấn đề một lúc, mà nó là những cái vấn đề nó gây ra những cái mâu thuẫn ở bên trong. Tôi lấy thí dụ vay mượn quá nhiều thì bây giờ đó là giảm bớt cái chuyện mà bơm tiền ra, nhưng mà ngược lại đó đó thì một số những cái cơ sở tư doanh đó đó bành trướng quá mạnh, nhất là trong cái lĩnh vực gia cư và địa ốc, đó là trường hợp xảy ra cho Evergrande chẳng hạn, và nhiều doanh nghiệp khác của họ, kể cả những doanh nghiệp của nhà nước của họ đó đó cũng đã bắt đầu lâm vào cái tình trạng bị vỡ nợ. Vỡ nợ tức là đến cái kỳ hạn phải trả nợ mà không thanh toán được thì cái đó người ta gọi nó là vỡ nợ. Nặng hơn nữa thì nó mới là phá sản, bankruptcy. Chuyện đó nó đã xảy ra từ lâu và nó càng gia tăng trong cuối năm nay. Chúng ta đã nhìn thấy những cái chuyện nó như vậy. Thì khi mà theo dõi tình hình đó thì chúng ta mới bảo mình phải để ý đến chuyện đó. Và vì vậy đó, đó thì một trong những cái yếu tố như là ngày hôm qua cả thế giới đều theo dõi và thị trường cổ phiếu của Hoa Kỳ đó, đó là ngày hôm qua thứ tư rồi đó, 15 đó, đó đã lên giá, là tại vì người ta cho rằng là Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ trong năm tới đó sẽ ra khỏi cái thái độ chần chờ do dự mà quyết định là có thể sẽ nâng lãi suất. Và khi mà nâng lãi suất như vậy đó thì tôi cho rằng là nó là cái yếu tố nó quan trọng xảy ra để giải trừ cái nạn lạm phát, nhưng mà nó lại đưa đến cái tác dụng bất ngờ chính là nạn suy trầm về sản xuất, và cái đó cái ảnh hưởng đó đưa đến cái chuyện thất nghiệp, ảnh hưởng đưa đến vấn đề xã hội, vấn đề chính trị, và nó ảnh hưởng nó đến cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của năm tới, giữa nhiệm kỳ tổng thống đó làm một nhiệm kỳ đó là 4 năm, thì sau 2 năm sau khi mà vừa mới đắc cử tổng thống đó, đó thì lại có tái bầu cử hạ viện, thượng viện, một số chức vụ thống đốc và một số những chức vụ dân cử và một số những cái dự luật ở tại địa phương chẳng hạn, thì năm tới nó sẽ có cái đó. Và tôi nghĩ rằng là không cần phải là một cái học giả gì ghê gớm, người ta đem nhìn thấy rằng là Đảng Dân Chủ đó đó là có thể năm tới đó là sẽ gặp điêu đứng, nhất là khi người ta thấy rằng là cái tỷ lệ tín nhiệm ông Tổng thống Joe Biden đó nó sụt thấp không thể tưởng tượng được. Vậy mà mọi người đều nói rằng là nếu mà ông ấy đã 79 tuổi rồi, nếu mà ông không ra tái tranh cử năm 2024 nữa và năm 2022 đó, đó là Đảng Dân Chủ đó là nhiều người bỏ rơi ông ta chẳng hạn đó, đó thì có thể khi đó là sẽ có phó tổng thống là bà Kamala Harris, thì cái tỷ lệ mà tín nhiệm bà Kamala Harris nó lại còn tệ hơn, nó còn thua cái tỷ lệ tín nhiệm ông Joe Biden đó, nó thua đến cỡ chừng 10 điểm nữa. Thì cái đó tôi cho rằng là nó là một chuyện mà chúng ta cũng nên để ý theo dõi, và khi đó đó, đó tôi muốn tổng hợp lại đó, chúng ta để ý đến cái lãi suất ở tại Mỹ, và nếu mà lãi suất ở Mỹ đó, đó là đang thấp ngang gần với lại số 0, và nếu mà phải nâng lãi suất lên đó, đó tức là vuốt nhọn cái chính sách bơm tiền đó, tức là có tiền tệ nó rẻ nó bơm xả ra đặng để kích thích sản xuất, mà cuối cùng sau đó chỉ có kích thích cái nạn lạm phát mà nó không giải quyết chuyện đó, thì tôi cho rằng là nó là một cái yếu tố, mà yếu tố đó nó ảnh hưởng cho đến tất cả các quốc gia khác, nhất là các cái nền kinh tế đang phát triển. Việt Nam có bị ảnh hưởng với chuyện đó, Argentina có bị ảnh hưởng với chuyện đó, Nam Phi là nơi mà xuất phát ra cái biến thể Omicron đầu tiên hết, có bị chuyện đó, Turkey cũng bị cái đó, Brazil cũng bị cái đó, Ai Cập cũng bị cái đó, những cái quốc gia Đông Nam Á khác đó, kể cả Thái Lan cũng vậy, này sẽ thấy cái đồng bạc của họ đó là rớt giá thê thảm. Thì khi đó chúng ta mới nhìn thấy rằng là
trong gần ý quốc gia đó thì tương đối đó, đó là nó có Saudi Arabia đó, đó là họ vẫn còn có được một cái nguồn dự trữ ngoại tệ rất lớn và họ mắc nợ tương đối ít. Kế tiếp đó, đó chính là Đài Loan, họ mắc nợ ít và có cái khối dự trữ ngoại tệ tương đối khả quan. Và một quốc gia khác nữa có thể rằng là sẽ nhìn thấy không đến nỗi nào đó, đó chính là Liên bang Nga. Và khi mà các cái quốc gia đó mà thấy rằng là cái đồng bạc của họ đó không có đến nỗi mà bị rớt giá đó, đó thì nó không có cái hiện tượng nó xảy ra đó, đó là tức là những người có tài sản đó là tìm cách tẩu tán tư bản, tẩu tán tài sản ra ngoài để mua những cái loại tài sản khác mà không bị rớt giá, thì tức là lại còn bị nguy hiểm hơn nữa. Những quốc gia đang, nếu các cái nền kinh tế đang phát triển đó, có thể sẽ gặp cái hiện tượng đó, trừ một vài trường hợp hiếm hoi tôi có nhắc đến Saudi Arabia và Đài Loan. Nhưng mà quan trọng nhất thì người ta vẫn để ý đến trường hợp của Trung Cộng là một, và thứ nhì đó là trường hợp của Âu Châu. Và nếu mà Âu Châu đó gặp những cái khó khăn như vậy đó, thì sau khi mà trong cái ngày mà cái cuộc bầu cử gọi là trưng cầu dân ý ở tại đế quốc Anh thống nhất đó, ngày 23 tháng 6 năm 2015, thì lúc đó đó, đó là các nước Âu Châu đó, đó là đã gây sức ép với lại nước Anh để giải quyết cái chuyện đó, đó làm sao mà về cái quy chế, cái quan hệ trong tương lai của nước Anh với lại các nước Âu Châu nó làm sao. Thì bây giờ đó là thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022 và 2023 này, các nước Âu Châu sẽ gặp khá nhiều khó khăn, và những cái khó khăn đó nó ảnh hưởng đến tình hình của nước Anh. Và cái đó tôi cho rằng là chúng ta cũng nên để ý thấy. Và 30 mấy phút thì tôi cố gắng đưa ra một số những cái dự báo và sẽ còn tiếp tục, có thể mỗi một tuần là 10 ngày nữa đó, khi có thêm những cái dữ kiện gì để bổ túc cái chuyện đó đó thì tôi cũng sẽ trình bày thêm. Và tôi mong rằng là từ bây giờ cho đến lúc đó thì chúng ta cũng có dịp kiểm chứng lại xem như là những cái dự đoán của mình nó ra làm sao. Và tôi nói rằng là cái trận đại dịch nó làm cho nhiều người thấy rằng là những cái dự báo của mình đấy, đấy nó chật, tại vì nó có quá nhiều bất ngờ, nó dồn dập nó xảy ra. Thì trong tương lai 2022 và 2023 đó, chúng ta cũng nên chờ đợi những cái chuyện bất ngờ đến như vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn 33 phút.